Từ thành phố Phoenix đến chùa Vạn Phật là một chặng đường dài. Đó là một chuyến đi 4 ngày trời và chiếc xe buýt chỉ đi được 35 dặm một giờ. Tôi không nghĩ việc này sẽ thực hiện được. Sứ mạng không thể thực hiện được. Có một lần sư phụ gọi điện thoại. Tôi đang ở trong văn phòng khi ngài gọi cho tôi. Còn có thì giờ không? Ngài luôn hỏi như vậy. Có, thưa sư phụ, còn có thì giờ. Rồi ngài nói tiếp, có một người ở trong tù muốn cúng dường chiếc xe buýt của mình. Ông ta sống trên chiếc xe buýt, muốn cúng dường chiếc xe buýt của ông ta. Còn có thời gian chứ? Còn có thể đi. Tôi nói, được, sư phụ, ở đâu vậy? Cái này ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona. Tôi nói, ồ, con hãy đến thành phố Phoenix, ở tiểu bang Arizona, và lái chiếc xe buýt về đây. Dạ được, sư phụ. Con có tiền không? Dạ, không nhiều lắm. Vậy con có thể mang theo ít tiền, lấy 200 đô đây. Tôi bảo, dạ được. Tôi không nghĩ 200 đô sẽ đủ. Nhưng tôi không dám nói gì. Thế là tôi đi đến nhà tù và họ đem ông kia ra. Trước đây ông ta cũng đã quy y với sư phụ ở Vancouver. Ông ta bị bắt vì bán thuốc tàu qua đường bưu điện. Ông ta bị bắt vì việc này và phải vào tù. Ông ấy bảo, tôi có một chiếc xe buýt, ông có thể nhận nó. Chỉ là một chiếc xe buýt cũ kỹ. Đó là thứ mà ông ta muốn tặng cho sư phụ. Tôi đồng ý. Vì vậy tôi đi đến chỗ đậu xe buýt. Và đúng là xe rất cũ kỹ. Tôi muốn nói nó cũ như khoảng đời thập niên 1940. Một chiếc xe buýt chở học sinh rất cũ kỹ, mà ông ta đã sinh sống trong đó. Và ông ta đã cải biến lại, bỏ tấm thảm vào trong đó, thêm cái ghế và chiếc giường. Ông ta cũng có cái lò vi ba nữa. Thật giống như là một ngôi nhà di động nhỏ nhỏ, nhưng rất dơ và cũ kỹ. Nó thật không đáng đồng nào. Hòa thượng từng nói, mỗi một đồng xu của quý vị đều có giá trị. Công đức này cũng lớn như cúng dường 100, 1.000, 100.000 đô. Khi quý vị có một chút lòng thành thì số lượng không thành vấn đề. Trong Phật giáo, quý vị có thành tâm nhiều hay ít thì đều có công đức. Nếu không có lòng thành, cúng dường lớn thì cũng chỉ là nhỏ mà thôi. Nếu có lòng thành thì cúng dường nhỏ cũng sẽ biến thành lớn. Chỉ cần quý vị dùng tâm thành để thực hiện việc cúng dường. Và lốp xe, vành bánh xe đều mòn trọc lóc. Tất cả các đường gai trên các lốp xe đều mòn hết. Vì thế các lốp xe đều trơn nhẵn và tròn lẳn. Tôi chỉ có số tiền nhỏ, 200 đô thôi. Không thể mua được một cái lốp mới với 200 đô. Vì vậy, tôi tự bảo, tôi sẽ phải lái trên những cái lốp này thôi. Mặc dù chúng có thể nổ bất cứ lúc nào vì quá mòn. Thậm chí lốp xe không còn có đường gai nào nữa. Tôi đã khởi động mọi thứ và tối thiểu động cơ cũng còn chạy. Tôi nổ máy xe và bắt đầu lái xe xuống đường xa lộ. Nhưng lốp xe quá mòn và cứ lạng ra, chúng không còn tròn trịa nữa. Chúng thành gần như hình bầu dục. Vì vậy, khi quý vị lái hơn 35 dặm một giờ, xe buýt sẽ kêu lọc cọc, lọc cọc. Vì thế tôi nói, A-di-đà-phật. Tôi bắt đầu niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát và lái xe. Tôi nói, chà, Quán Thế Âm Bồ-Tát ơi, mọi việc sẽ phụ thuộc vào Ngài. Bởi vì con không nghĩ sẽ đến nơi được đâu. Con chỉ vừa đủ tiền để đổ xăng cho xe mà thôi. Từ thành phố Phoenix
đến chùa Vạn Phật là một chặng đường dài. Đó là một chuyến đi 4 ngày trời. Và chiếc xe buýt chỉ đi được 35 dặm một giờ. Tôi đã lái xe xuyên qua vùng sa mạc nóng bỏng và chờ đợi. Tôi chờ từng phút cái lốp xe sẽ nổ toang vì trời quá nóng. Và tôi vẫn cứ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và nó đã không nổ. Tôi như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi lái xe qua ngọn núi Donner Pass. Đó là ngọn núi quý vị phải vượt qua với dãy núi Syria. Vì vậy, quý vị phải leo lên, leo lên, leo lên và leo lên, rồi sau đó quý vị đi xuống phía bên kia. Tôi không biết liệu chiếc xe buýt có vượt qua được không, vì nó không mạnh lắm. Đó là một chiếc xe buýt rất cũ kỹ và tôi chỉ chạy được khoảng 15 dặm một giờ, 10 dặm một giờ. Cuối cùng, chiếc xe đã vượt qua được đỉnh đồi. Phải mất hết cả ngày để lái lên được đó. Sau đó tôi lái xuống phía bên kia. Tôi nói, chà, cuối cùng thì tôi cũng có thể làm được rồi. Tôi chỉ còn 10 đô la nữa, 20 đô la nữa cho tiền xăng thôi. Tôi không thể trang trải, lo được bất cứ vấn đề nào nữa. Lúc đó là vào đêm khuya, tôi sẽ tấp vào để nghỉ lại một đêm, rồi sáng mai đi tiếp. Vì vậy tôi đã tấp vào phía lề đường và ngủ. Rồi khi tôi thức dậy để đi thì chiếc xe buýt bị mắc kẹt vì bùn lầy ở đó. Tôi đã không chú ý lúc tối tôi tạt xe vào. Đường rất lầy lội khi tôi ra đi. Và khi tôi cố lái ra thì máy xe rú lên và rồi chết ngắt. Tôi nói, A-di-đà Phật, bây giờ con đang gặp phiền toái rồi đây. Thế rồi sau chừng một phút hay hai phút gì đó, có một anh chàng lái xe tải kéo xe ngừng lại và tạt vào. Ông ta hỏi, ông đang gặp vấn đề gì ạ? Thế là anh ta mở cái nắp đầu xe và nói, à, chính là do bộ điều hòa xăng của máy. Cái bộ điều hòa xăng này xưa quá rồi. Thời này, ông không thể tìm ra mấy thứ này nữa đâu. Chiếc xe buýt này quá cũ, nhưng tôi có một bộ điều hòa xăng này ở nhà xe của tôi. Tôi có bộ điều hòa này. Tôi nói, thật sao? Đúng rồi, tôi có một cái. Tôi không biết sao mình đã cất giữ nó rất nhiều năm. Tôi sẽ bán nó lại cho ông, nhiều tiền lắm. Tôi nói, chà, tôi sợ rằng tôi không có đồng nào cả. Anh ta nói, ồ, ra thế. Và lúc này, anh ta đang ở trong xe buýt cùng với tôi. Anh ta nói, thế thì cái tivi đen trắng đó được không? Chủ nhân chiếc xe này có cái tivi đen trắng nhỏ nhỏ. Tôi nói, tôi có thể trao đổi với ông cái tivi của tôi. Và anh ta trả lời, à được thôi, tôi sẽ lấy cái đó. Thế rồi anh ta đi và trở lại gắn bộ phận điều hòa xăng vào xe và rồ máy. Chiếc xe buýt đó bắt đầu nổ máy và chạy. Tuy nhiên, các lốp xe vẫn chưa nổ tung và tôi lái thẳng một mạch về đến chùa Vạn Phật và cứ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó thì xe cũng vừa hết xăng và tôi cũng không còn đồng nào nữa cả. Đúng là sư phụ đã tính toán chính xác, vừa đúng 200 đô để đưa chiếc xe buýt về đến chùa Vạn Phật. Ha ha ha,